Hello, xin chào tất cả người đã trở lại với channel của mình và mình là Thanh Hoa. Thì ngày hôm nay mình lại có cơ hội mình ngồi đây và bàn luận với mọi người về FIFA Online 4 lần nữa. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người một cái đội hình mà nó cực kỳ dễ thủ mà phản công lại cực kỳ nhanh và rất dễ công nha. Đó chính là sơ đồ 4-3-1-2. Và dĩ nhiên trước khi xem video này đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử video này nó như thế nào. Hiện tại thì để ủng hộ Thành Hòa, các bạn có thể mua hàng tại Ăn Vặt Sói Ca, tất cả đồng giá 30k và vừa ăn vừa đá FIFA. Mình hiện tại đang bán là bắp rang với lại bánh tai heo. Và để có thể mua hàng để ủng hộ Thành Hòa thì các bạn vào bất kỳ video nào của mình, các bạn bấm vào phần mô tả này, thì ở đây nó có mua đồ ăn vặt sói ca để ủng hộ Thành Hòa. Liên hệ anh em có thể liên hệ qua Facebook cá nhân của mình hoặc liên hệ qua Facebook cá nhân của bà chủ kênh là vợ mình, anh em có thể liên hệ và nhắn tin rồi đã mua bao nhiêu bắp rang và bánh tai heo đồng giá là 30k trên một hộp nha, và ship COD toàn quốc luôn. Cảm ơn người đã ủng hộ Thành Hòa rất là nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem sơ qua đội hình 4-3-1-2 này sẽ bao gồm những vị trí nào nha. Mình sẽ có 4 nhà hậu vệ quen thuộc nè, 3 anh chàng tiền về phòng ngự nha. Và 3 anh chàng này vừa lên công vừa về thủ luôn á. 2 anh chàng này giống như là 2 anh chàng tiền về trụ, nhưng mà mình kéo về để phòng ngự mình nó chắc chắn hơn. Và khi tấn công thì 3 anh chàng này vẫn sẵn sàng tham gia. Và 1 anh chàng tiền về tấn công. Anh chàng tiền về này sẽ là cầu nối giữa CDM và ST phía trên, luôn luôn là người sẽ kiến tạo cho tiền đạo này, hoặc là có thể tung ra những cú sút xa để ghi bàn luôn. Và 2 tiền đạo song song chạy dọc với nhau tỉa ra hướng, hoặc có khi họ sẽ tự đảo cánh cho nhau để tung ra những cú dứt điểm và ghi bàn. Và trong đội hình này thì hai anh chàng này sẽ ghi bàn rất là nhiều luôn, bởi vì đường truyền chủ yếu sẽ hướng về hai tiền đạo. Và nhà quản lý thì mình sẽ chọn huấn luyện viên đó là Guillermo Almada. Huấn luyện viên này có kỹ năng đó là truyền chính xác và tốc độ sút, hai cái cực kỳ quan trọng trong cái đội hình này, bởi vì mình cần anh chàng này truyền, mình cần cái đội hình này sút nhanh hơn để tránh bị những pha pressing không cần thiết. Tiếp theo là phần trước đội của sơ đồ 4-3-1-2 này. Ở phần lối chơi thì tốc độ mình sẽ là 65, chuyên là 57, và chọn vị trí thì sẽ là tổ chức. Cái đội hình này nhìn như vậy đó, phản công cực kỳ nhanh anh em mà, bởi vì mình có hai tiền đạo phía trên mà kèm thêm một ông CM nữa. CM này họ có thể lui về, nhưng mà khi họ cướp được bóng rồi thì sẽ làm một đường truyền cực kỳ dài lên cho tiền đạo phía trên. Và nên dùng những anh chàng tiền đạo có tốc độ tốt thì mình truyền chết đúp lên, cái là tiền đạo họ chạy rất là nhanh để đối mặt khung thành. Và ở phiên bản hiện tại thì những pha phản công nhanh nó cực kỳ nguy hiểm, đối phương sẽ không thể nào đổi đội hình kịp để về thủ được. Mình sẽ có cơ hội mình ghi bàn dễ dàng hơn rất là nhiều luôn. Và chọn vị trí mình để tổ chức để mình có thể biết được cầu thủ của mình là ai và là đang ở đâu, chuyền nó sẽ chính xác hơn. Và tiếp theo phần tấn công thì chuyền bóng sẽ là 79 nè, tạt bóng sẽ là 61 thôi, và sút sẽ là 67, và chọn vị trí sẽ là tổ chức. Cái đội hình này thì mình không mong muốn anh em tạt lắm, bởi vì khi ra cánh em không có người, anh em chỉ có hai hậu vệ cánh thôi, và hai hậu cánh thì tạt thường không chính xác lắm, cho nên mình sẽ ưu tiên toàn bộ vào cái đường truyền ở trung lộ hết. Mình sẽ có hai tiền đạo phía trên, một CM có thể tung ra sút xa, có thể tung ra cái đường truyền. Đôi khi thì CM sẽ giúp mình dẹt ra cánh để mình có cơ hội tẩy cánh cũng có, nhưng đa số thì mình sẽ cần hai anh chàng này á tiền đạo để ghi bàn nè, hai anh chàng CDM chạy lên hỗ trợ tấn công. Và đôi khi hai anh chàng CDM cũng có thể lệch cánh mà cũng có thể tạt, nhưng đội này sức mạnh sẽ dùng hết vào phần trung lộ. Các bạn có thể sút xa, các bạn có thể truyền vào vòng cấm, rất nhiều phương án để các bạn có thể đá. Và chọn vị trí mình để tổ chức để mình nhớ được cầu thủ nào đang ở đâu, mình truyền nó sẽ chính xác hơn và không bị bỡ ngỡ, đúng không? Đôi khi mình để tự do cái mình thấy ủa chàng hậu vệ cánh nó chạy vô tuốt trong vòng cấm thì sao mà sút được, rõ ràng ha. Còn về phần phòng ngự thì ghép lực mình để là 31 nè, quyết liệt là 16, cự ly đội hình sẽ là 43, và đường thủ sẽ tự do. Cái đội hình này thì mình sẽ yêu cầu cái khả năng pressing tầm trung một tí xíu, bởi vì mình có 3 CDM mình sẽ đẩy lên để pressing nó cao hơn và tách hậu vệ ra, cự ly đội hình hơi rộng tí xíu để mọi người 3 CDM này cùng với hào cánh họ giãn ra để tránh những pha lũng cánh, bởi vì khi giãn ra thì mình cũng sẽ không bị lũng giữa, mình có tới 3 CDM luôn mà. Và quyết liệt thì mình sẽ để 16 thôi, mình hạn chế những pha tắt bóng để cho đội hình của mình nó sẽ chạy về kịp thời và có nhiều thời gian hơn và tránh bị những pha qua người không cần thiết. Đội hình này mình không cần qua người đâu, mình chỉ cần không bị qua người là cầu thủ của đội bạn sẽ không biết đá như thế nào, bởi rất là đông hậu vệ, rất là đông tiền vệ phòng ngự nè. Và ngoài ra thì khi mà thủ ở phần sân của mình, phần vòng cấm của mình á, thì mình vẫn có thể tăng cái áp lực lớn lên nha. Nút F4 cho hàng viếng cái này nó sẽ chạy lên thành 80 nè, thì giúp mình pressing ngay ở phần sân của mình nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Và tiếp theo là chiến thuật đơn của từng cầu thủ. Thì đầu tiên sẽ là hai anh chàng tiền đạo trước, thì mình sẽ có hai tiền đạo, mình để chiến thuật đơn là công 3 và thủ 1, sẽ nách chạy chỗ, hỗ trợ phòng ngự cơ bản thôi và đánh chặn thông thường. Và đây là hai tiền đạo chạy song song với nhau, hai anh chàng này có vai trò ngang nhau, không ai làm tường cho ai cả, bởi vì hai anh chàng này là hai anh chàng sẵn sàng bứt tốc lên phía trên. Mình có một tiền vệ tấn công ở phía sau rồi, không cần phải làm tường đâu, tiền vệ phòng ngự sẽ là người chia banh cho hai anh chàng này. Và hai anh chàng này khi mà các bạn để họ chạy song song á thì rất là lợi luôn, tức là mình sẽ
qua bên trái mình cũng có người, qua bên phải mình cũng có người, và đôi khi hai anh chàng này còn đảo cánh cho nhau nữa, giúp cho mình có thể đa dạng cái lối tấn công của mình, cái sự sáng tạo của anh chàng CM cũng dễ dàng hơn. Đôi khi thì hai anh chàng này vẫn có thể sút xa và vẫn có thể sút gần cầu môn, nhưng đa số là gần cầu môn đó nhiều, bởi vì có tiền về tấn công ở phía sau mà họ sẽ truyền lên cho hai tiền đạo này, và hai tiền đạo này sẽ là người kết thúc cái pha tấn công đó. Và tiếp theo là vị trí tiền vệ tấn công, thì mình chỉ có một tiền vệ tấn công thôi, mình chỉnh xu hướng là công 3 và tổng 2, hỗ trợ phòng cơ bản, đánh chặn thông thường, duy trì vị trí và hỗ trợ tạt bóng công bằng. Đây sẽ là một cầu thủ di chuyển rất là quan trọng trong đội hình này, sẽ là cầu nối giữa phần phòng ngự và phần tấn công, hoặc là các bạn có thể truyền thẳng từ CDM lên ST vẫn được. Đó là những pha truyền nhanh, phản công nhanh, nhưng đôi khi bạn thấy là có những tình huống bạn không thể nào phản công nhanh kịp được, mình sẽ phải truyền từ từ, thì lúc này CDM đóng vai trò cực kỳ quan trọng để làm cầu nối cho những pha ban mặt, pha ban mặt ngắn nè, những pha ban mặt dài lên cho tiền đạo. Và đôi khi CDM sẽ là người dứt điểm, người sút xa, và dĩ nhiên anh chàng này vẫn có khả năng xâm nhập vòng cấm bình thường, không sao cả. Và đôi khi đó là sự phối hợp giữa hai tiền đạo và một CDM nữa, cho nên hãy chọn những cầu thủ mà có khả năng truyền tốt nè, có khả năng sút tốt và đôi khi có tốc độ một tí xíu. Harry Kane, Kevin, Eusebio vào đây cũng rất là hợp lý, hoặc kể cả Nedved vẫn được. Và tiếp theo là ba anh chàng tiền về phòng ngự, thì hai anh chàng tiền về phòng ngự lệch trái và tiền về phòng ngự lệch phải thì mình sẽ để xu hướng là công 2 và thủ 2, tham gia tấn công, phòng thủ cân bằng, đánh chặn thông thường, bởi vì mình muốn hai anh chàng này sẽ lên công, hai này sẽ lên công và sau anh sẽ chạy về thủ. Nếu như hai tiền về phòng ngự và lệch trái và lệch phải không lên công á, thì mình sẽ thiếu đi sự sáng tạo rất là nhiều luôn, mình cần những đường truyền ra hai bên của CM thì không có đâu, cho nên phải bắt buộc để hai anh chàng lên công, nên chọn những anh chàng nào mà có khả năng lên công và về thủ tốt xíu, Cruz nè, Gullit nè, công được thủ được, đôi khi có cả sút xa nữa. Và anh chàng tiền về phòng ngự chính giữa thì mình sẽ để xu hướng là công 2 thôi, nhưng thủ 3 và tấn công công bằng, tấn công công bằng để đôi khi hai anh chàng ghi lên thì anh chàng này sẽ ở lại, hoặc là đôi khi anh chàng này chạy lên thì hai anh chàng ghi vẫn biết cách để mà lui về, họ sẽ tự hò hợp với nhau và mình sẽ dễ dàng mình phòng ngự và tấn công nó nhuần nhuyễn hơn. Chỉ cần ở khi mà mình mất bóng mình có một CDM ở lại phòng ngự là được, mình sẽ tránh bị những pha phản công, lúc mà anh chàng CDM đó sẽ kéo dài thời gian hơn cho hai anh chàng tiền về phòng ngự kia chạy về, anh nó dễ dàng trong khâu phòng ngự rất là nhiều luôn. Và tiếp theo là bốn chàng hậu vệ, thì hai chàng hậu vệ cánh mình sẽ để là tấn công cân bằng nha, xu hướng sẽ là công 2 và thủ 2, bởi vì mình muốn hai chàng này chạy lên mà có người hỗ trợ chứ, nếu như không có người hỗ trợ trong cái đội hình này thì rất là khó, bởi vì hai cánh mình đâu có ai đâu, phải cho hai chàng hậu vệ này lên, nhưng mà để sẽ là công 2 và thủ 2 thôi, để họ lên tầm hơn giữa sân tí xíu họ sẽ chạy về lại, chứ nếu để cao quá thì khi họ chạy tới vòng cấm á, mình lỡ mất bóng mình sẽ chạy không kịp và mình lúng hai bên cánh thì rất là khó chịu. Và hai chàng hậu vệ thì mình sẽ để là xu hướng là công 1 và thủ 3, giữ vị trí và đánh chặn thông thường đó, chọn những cầu thủ có AI tốt, Manini, Rijkaard, Van Dijk, tốc độ cao, to tí xíu là được. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bàn về cái cách vận hành của sơ đồ 4-3-1-2 này nó sẽ như thế nào. Thì đây là đội hình chú trọng vào cái khả năng phản công nhanh, nhưng mà phản công nhanh ở khu vực trung lộ, hầu như mọi đường truyền hướng vào trung lộ rất là nhiều, cho nên sẽ rất phù hợp với bạn nào có khả năng ban mặt tốt nè, có khả năng cướp bóng tốt và có khả năng phản công cực kỳ tốt. Và đây là một trong những đội hình khi phòng ngự sẽ là pressing tầm cao, pressing ở giữa sân, pressing ở phần sân nhà của đối phương luôn. Ví dụ tình huống này các bạn thấy nè, sau khi cướp được bóng các bạn thấy Ronaldo chạy rất là nhanh luôn, và anh chàng tiền đạo phía dưới Robéo cũng đang chuẩn bị chạy, và một đường truyền dài lên cho CR7 là sẽ mở ra một cuộc tấn công nó hoàn toàn nhanh và hoàn toàn mới. Và sau đó thì bạn truyền vào trung lộ, đội hình này thì không ưu tiên cái khả năng tạt đâu, hãy cố gắng truyền vào trung lộ là được rồi. Bởi vì cái đội hình 4-3-1-2 này khi các bạn đưa banh vào giữa, các bạn tấn công và các bạn tới gần cấm rồi thì sẽ có 3 người trong vòng cấm, 2 tiền đạo, 1 CM và 3 người ngoài vòng cấm, 3 anh chàng tiền về phòng ngự. Các bạn làm được rất nhiều thứ, truyền ra, truyền vô, cỡ nào cũng có bàn. Và đó là toàn bộ chi tiết về đội hình 4-3-1-2 mà mình muốn giới thiệu tới tất cả mọi người. Đây là đội hình phản công nhanh và đội hình tấn công trung lộ cực kỳ mạnh luôn. Rất là mạnh ở trung lộ, ban bật có, sút xa có, truyền dài có. Và bạn thấy đó, từ đội hình này mình đang ở hạng 3 đúng không? Và bây giờ mình đã lên tới hạng 1 luôn, và một cái chuỗi thắng cực kỳ dài, rất ấn tượng. Và dĩ nhiên các bạn có thể comment những cái đội hình, những cái sơ đồ mà các bạn muốn mình review trên kênh mình ở tương lai vào phần bình luận nha, và chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau về điều đó. Và đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.